Xin chào các bạn, tôi là Thơ Nguyễn một người huấn luyện Pokemon Tôi có một ước mơ đó là trở thành người huấn luyện Pokemon hàng đầu thế giới Bọn tôi được phát cho những quả cầu như thế này Những quả cầu này có thể chứa đựng được những con Pokemon to bằng cả một tòa nhà Pokemon được chia làm 4 cấp độ Đó là cấp S cấp A, cấp B và cấp C Cấp S là cấp mạnh nhất, đó là những Pokemon mang sức mạnh rất là lớn, cực kỳ quý hiếm trên thế giới chỉ có vài con. Tiếp theo là Pokemon A là loại Pokemon có sức chiến đấu cực mạnh, có con có thể mạnh tương đương với cấp S, nhưng vì số lượng của chúng rất nhiều, cho nên chỉ được xếp vào cấp A thôi. Yếu hơn cấp A là cấp B. Cuối cùng là cấp C là loại Pokemon yếu nhất. Ban đầu, chúng tôi sẽ thu phục những con Pokemon yếu cấp C như con vịt này của tôi chẳng hạn. Với những con Pokemon cấp C này thì chẳng cần phải làm gì cả chỉ cần ném quả cầu ra là nó tự hút vào còn với những con pokemon mạnh hơn thì chúng tôi phải dùng những pokemon của chúng tôi đánh bại chúng thì chúng mới chịu công nhận chúng tôi là chủ nhân vì vậy giờ đây tôi phải huấn luyện con vịt này cho nó mạnh hơn để có thể thu phục được những con pokemon khác nhưng mà tôi đang gặp rắc rối lớn các bạn ạ con vịt này của tôi rất là ngốc nghếch tôi bảo gì nó cũng không chịu nghe lời mà có vẻ như nó rất yếu chả cần phải làm gì, thỉnh thoảng nó lại tự vấp té và ngất xỉu. Tôi nghĩ mình cần phải tìm một con Pokemon khác để huấn luyện thôi, chứ trông chờ vào con vịt công kích hầu đậu này thì không biết đến bao giờ giấc mơ trở thành người huấn luyện Pokemon hàng đầu thế giới của tôi mới trở thành hiện thực được. Tôi nghe nói trong khu rừng dã thú có rất nhiều loài Pokemon mạnh, tuy nhiên đúng như tên gọi của khu rừng này có rất là nhiều thú dữ nếu không sở hữu những pokemon mạnh thì không thể là sống sót ra ngoài được tôi thì không có con pokemon mạnh nào cả nhưng tôi vẫn quyết định tới đây tìm vì giấc mơ vĩ đại của mình khu rừng này âm mưu đáng sợ quá ơ ờ, có cái gì đó đang phát sáng ở đằng kia kìa là một quả trứng pokemon sao để mình thử dùng máy kiểm tra pokemon xem đây là loại pokemon nào hả là pokemon pikachu cấp s sao mình phát tài rồi phải chuồn khỏi đây thôi. khu rừng này ở lâu rất là nguy hiểm. gào. trời ơi, thú dữ. mình phải bỏ mạng tại đây sao? hu hu, mình đen quá. mình chẳng có con pokemon nào cả. a, à, đúng rồi. mình còn có con vịt. thử gọi nó ra xem. biết đâu. vịt con, hãy tiêu diệt con quái thú. ơ, ờ, ta bảo mày tiêu diệt con quái thú. sao mày lại chạy ra ôm quả trứng làm gì? Hả? Trứng đang nở sao? Thì ra con vịt của mình không có khả năng chiến đấu Nó chỉ có khả năng ấp trứng thôi Wow! Một con Pikachu thật là dễ thương Pikachu! sức mạnh của nó thật là khủng khiếp. Được rồi, cậu hãy vào quả cầu Pokemon nào. ờ, cậu không chịu vào mà thích được tớ bế sao? Loài Pokemon cấp F này khó chiều thật. Nhưng mà để cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ, tớ sẽ bế cậu vậy. Giới thiệu với các bạn, đây là Tiểu Bà Bảo Bảo, học cùng lớp huấn luyện Pokemon với mình. Bọn mình chơi rất là thân với nhau. Cậu ấy rất là ngông nghếch. Tuy nhiên, gia đình lại thuộc loại không có gì ngoài điều kiện. Bố mẹ cậu ta đã mua cho cậu ta rất là nhiều Pokemon cấp A. Cậu ấy cũng bảo cho tớ vài con, nhưng tớ đã từ chối vì tớ muốn tự tay mình thu phục và huấn luyện những con Pokemon đó. Tiểu bảo bảo ơi, nhìn này, tớ vừa bắt được một con Pokemon Pikachu cấp S đấy. Wow, thơ Nguyễn, cậu giỏi quá. Tớ đang muốn tập luyện cho nó, cậu có thể cho tớ mượn con Pokemon cấp A của cậu để cho chúng đấu tập với nhau được không? Hãy ra đi, Pokemon rồng nửa. Tiến lên Pikachu. Pikachu. Pikachu, mày không sao chứ? Hãy trở về, Pokemon không nữa Thân Nguyễn ơi, cậu đừng buồn Dù sao Pikachu của cậu chưa được luyện tập Tớ nghĩ nếu được luyện tập chắc chắn nó sẽ rất là mạnh Được, tớ sẽ phải huấn luyện cho Pikachu thật tốt Tiểu Bảo bảo hẹn cậu một tháng sau chúng ta sẽ đấu lại hôm nay đã tròn một tháng rồi pikachu của tớ đã mạnh hơn xưa rất là nhiều thơ nguyễn cậu tưởng chỉ một mình mình pikachu của cậu được luyện tập thôi sao trong một tháng vừa rồi dòng nửa của tớ cũng đã luyện tập rất là chăm chỉ được vậy chúng ta hãy bắt đầu thôi pikachu tiến lên hay tiến lên dòng nửa hả pikachu của cậu có thể tạo ra được vòng bảo vệ bằng xét sao? Hi hi, đúng là như vậy, nhưng mà chưa hết đâu. Pikachu, hãy sử dụng tuyệt chiêu. Yeah, thắng rồi. Pikachu, mày giỏi quá. Thơ Nguyễn, cậu giỏi thật đấy. Trong một thời gian ngắn như vậy, đã có thể huấn luyện Pikachu mạnh như vậy. Mình nghĩ cậu nên tham gia giải đấu Pikachu trong thành phố đi. Nghe nói giải thưởng năm nay rất là có giá trị. Giải thưởng năm nay rất là to sao? Cậu có biết là giải thưởng đó là gì không? Giải thưởng năm nay sẽ là viên ngọc tấn cấp Pikachu. Ngọc tấn cấp sao? Nếu có được viên ngọc đó, Pokemon sẽ được tiến hóa lên một cấp, sức mạnh tăng lên cấp bội. Không những vậy, giải đấu năm nay còn có sự tham gia của hoàng tử Pokemon. Hoàng tử Pokemon chính là người đã tạo ra ngọc tấn cấp. Nghe nói hoàng tử rất là đẹp trai. Hoàng tử sẽ đích thân trao tặng Ngọc tấn cấp cho người giành chiến thắng Wow Thích quá đi Nhất định tớ phải tham gia mới được Tớ cũng sẽ tham gia Nhưng chỉ là để dòng lửa của tớ được huấn luyện thêm thôi Chứ sức mạnh của nó Vẫn chưa được hoàn thiện Được Vậy ngày mai chúng ta hãy lên đường tới thành phố nhé Tiểu bảo bảo ơi, đi hết khu rừng này là tới thành phố rồi. Đúng vậy, tới thành phố, tôi phải kiếm một quán ăn thật ngon mới được. Tôi đói lắm rồi. He he he, e rằng các ngươi không tới thành phố được đâu. Nếu muốn sống, hãy mau giao lộp hết tất cả Pokemon của các ngươi ra đây. Sau đó, trở về đi. Các ngươi là ai? Tại sao bọn ta lại phải giao Pokemon cho các ngươi? Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn sàng trả lời. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi. Chuyện là thế đấy. Bây giờ, các người đã biết bọn ta là ai rồi, hãy mau ra lộp hết Pokemon ra đây. Đừng có hòng, bọn ta sẽ không bao giờ ra lộp Pokemon cho các người đâu. Được, các người rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt sao? Hãy ra đi, hổ mang bạo chúa. Hãy tấn công bọn chúng dừng tay lại hả lại là tên suga và lisa đáng ghét bọn chúng luôn cản trở kế hoạch của chúng ta được lần này chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng một thể hổ mang bạo chúa tấn công bọn chúng hay tiến lên pokemon phượng hoàng nửa Một cảm giác thật là khó chịu Bọn họ bị thổi bay đi mất tiêu rồi Các bạn mạnh thật đấy Cảm ơn các bạn đã cứu bọn mình Mà bọn họ là ai vậy? Bọn họ là nhóm R Luôn bắt lạt những thí sinh mới Cướp Pokemon của bọn họ Để gia tăng sức mạnh Và loại bớt đi các đối thủ Bọn họ cũng là những thí sinh Của cuộc thi sắp tới đấy Các bạn hãy cẩn thận Bọn họ rất là hay giả thử đoạn xấu Để giành được chiến thắng Và đạt được mục đích À đúng rồi, nãy giờ mải nói chuyện quá, mình quên chưa giới thiệu, mình là Suga, còn mình là Nisa. Mình là quán quân, trong cuộc thi năm trước, mình được chọn làm giám khảo, còn đây là bạn của mình Nisa. Lisa cũng sẽ tham gia cuộc thi năm nay. Lisa là thuần đồng muốn luyện Pokemon, chắc chắn sẽ là đối thủ rất mạnh của các cậu đấy. Xin chào các bạn, mình là Thơ Nguyễn, mình là Tiểu Bảo Bảo. Bọn mình là những thí sinh mới năm nay À còn đây là người bạn nhỏ của mình Pikachu Đây chính là Pokemon Pikachu Cấp S cực kỳ quý hiếm sao Thơ Nguyễn Cậu may mắn thật đấy Loài Pokemon này rất là quý hiếm Chúng rất mạnh Tuy nhiên lại rất bức bỉnh Khó thuần phục Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Pikachu Thân thiết với con người như vậy đấy À đúng rồi Bọn mình cũng đang đến cuộc thi hay là bọn mình đưa các bạn đi tham quan thành phố một vòng Rồi mời các bạn ăn một bữa nhé Thế thì hay quá Chúng ta đi thôi Mình đang đói quá rồi đây Xin chào các bạn Tôi là Tóc Xanh Còn tôi là Bốn Mắt Bọn tôi là hai MC cho giải đấu Pokemon năm nay Giải thưởng năm nay có giá trị rất là lớn lớn nhất từ trước đến nay, đó chính là Ngọc Tấn Cấp. Bây giờ xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay chào đón người được mệnh danh là Hoàng tử Pokemon, Dung Cúc. Anh ấy chính là người đã tạo ra Ngọc Tấn Cấp Pokemon. Hoan hô! Ho. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên mang tên Hỗn Chiến Pokemon. Tất cả Pokemon sẽ chiến đấu với nhau. Bốn Pokemon mạnh nhất sẽ bước vào vòng 2 để chọn ra hai Pokemon chiến thắng vào vòng chung kết. Và Pokemon nào chiến thắng ở vòng chung kết sẽ giành được học tấn cấp. Cuộc thi của chúng ta bắt đầu. <laughs> vâng thưa quý vị, sau khi cuộc thi đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được bốn Pokemon mạnh nhất. Đó chính là Pokemon Hổ Mang Bạo Chúa của nhóm R, ER, Pokemon Phượng Hoàng Lửa của Lisa, tiếp theo là Pokemon Rồng Lửa của Tiểu Bảo Bảo, và cuối cùng là màn trình diễn rất ấn tượng của Pokemon Pikachu của Thơ Nguyễn. Sau khi bốc thăm, vòng 2 chia cặp sẽ như sau. Trận đầu tiên, Thơ Nguyễn sẽ đấu với Tiểu Bảo Bảo. Trận thứ hai nhóm R sẽ đấu với Lisa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đầu tiên giữa Pikachu của Thơ Nguyễn và dòng nửa của Tiểu Bảo Bảo. Vâng thưa quý vị, trong trận đầu tiên này, Pikachu của Thơ Nguyễn đã giành được chiến thắng và vào vòng chung kết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai giữa Hổ Mang Bạo Chúa và Phượng Hoàng Lửa. Không thể như vậy được, tại sao Phượng Hoàng Lửa của mình lại thua được? He he, ta đã bí mật cho Hổ Mang Bạo Chúa của ta uống chất kích thích tăng sức mạnh 100 lần. Chất này bị cấm cho Pokemon sử dụng, nhưng để chiến thắng, bọn ta sẽ làm tất cả. Vâng, thật quá bất ngờ. Hổ mang bạo chúa đã giành chiến thắng và tiến vào vòng chung kết gặp Pikachu của Thơ Nguyễn. He he he, lần này ta sẽ dùng gấp 2 lần nhiều lượng chất kích thích sức mạnh hổ mang chúa sẽ tăng lên 1.000 lần. <laughs> Pikachu, cậu có sao không? He he he, chiến thắng đã thuộc về bọn ta. Khoan đã, Đôi mắt của hổ mang bạo chúa đã chuyển sang màu đỏ Đó là biểu hiện của việc sử dụng chất kích thích Đội R ER đã bị loại He 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 Các người nhận ra rồi sao? Được, ta nhận thua trong cuộc thi này Nhưng mục đích của bọn ta không phải là giành chiến thắng trong cuộc thi này Mà là bắt cóc hoàng tử Pokemon Có được hoàng tử Pokemon trong tay Bọn ta sẽ có vô số ngọc tấn cấp Và sẽ trở nên giàu có Ha 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 Nguy rồi Pokemon hổ mang bạo chúa của bọn chúng sử dụng chất kích thích nên rất là mạnh. Ở đây không có Pokemon nào là đối thủ của nó. Thơ Nguyễn, nhóm R đã nhận thua, Pikachu đã giành chiến thắng và nhận được ngọc tấn cấp. Cậu hãy cho Pikachu tiến hóa, cậu ấy chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Được, Pikachu hãy tiến hóa. Hả, gì thế này? Một sức mạnh khổng lồ. Một cảm giác thật là khó chịu. Và cuối cùng, chúng tôi đã đánh bại được âm mưu của nhóm R. Hành trình trở thành nhà huấn luyện Pokemon của tôi vẫn còn rất dài. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhé. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp học siêu quậy phần 2. Bật mí với các bạn là ở phần này chị Thơ Nguyễn và anh Tiểu Bảo Bảo sẽ không là những giáo viên và phụ huynh nữa mà sẽ trở thành những học sinh cùng với rất là nhiều những người bạn học nổi tiếng của mình như là là tên là Vlog, Bella, BTS, Minh Mập, Bánh Bao, anh em nhà Mauca, Mau Ca, Mau Đệ sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.